Em chào các bác nhé, lại em Lâm đây. Hôm nay mới lại quay lại làm video được sau nhiều lần thất hứa với các bác. Thì cũng rất mong các bác thông cảm, thì hàng đã bắt đầu dọn đều lên rồi. Thì từ ngày hôm nay em sẽ lên đều video hơn. Và em sẽ giới thiệu chủ đạo là về máy hút ẩm và lọc khí. Sau đó sẽ đến máy rửa bát và bếp ga. Thì bếp ga, bếp từ nó dọn hơi lâu thì em sẽ ưu tiên vào dọn vào tuần sau. Thì tuần này chủ yếu là em bán về hút ẩm thôi, em mới lọc khí. Thì trước mắt các bác đây thì là một con máy hút ẩm Panasonic đời cao. Thì em sẽ giới thiệu vào chi tiết máy sau. Em giới thiệu qua về sản phẩm em trước. Địa chỉ nhà em vẫn là cửa hàng Thanh Lâm Giáp Văn Sốp, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Các bác mua thì liên hệ em, hai số này đều dùng Zalo cả. Số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, bác nào gần có thể qua em xem hàng trực tiếp. Vâng, xin chào các bác. Thì trước mắt qua đây là một con ba la. Con này thì là đời cao, từ form của nó từ form 2013 trở lên thì nó sẽ sang form to này. Đấy, dưới 2013, 2011, 12 thì là nó vẫn còn dùng form tên nữa, tức là cái form hơi trụm trụm đấy. Con này thì sang ba la hộp vuông. Thì em sẽ quay chi tiết vào máy đây. Máy thì ở bên ngoài rất là đẹp, sắc led. Đấy, sắc led. Con này được sản xuất vào 2015. Đấy. Con này thì nó có lắp nguồn bên trong được. Đấy, bác nào mà cần yêu cầu cần lắp nguồn bên trong thì em sẽ lắp nguồn bên trong. Đấy. Đấy, em quay qua mặt tiền này. Đấy. Mặt trước của nó đây. Đấy, mặt trước thì có xước sắt nhẹ. Thì vận chuyển đồ bãi thì không thể tránh được. Mình có sao mình bảo vệ. Đây, còn thông số máy của nó đây. Tên máy của nó là F-IHLX120, tức là 12 lít. Bình chứa của nó được thể tích chứa là 9 đến 10 lít. Công suất của nó đạt tối đa tất cả các chức năng hoạt động. Đấy, của nó là 245W. Có lỗ hút từ 11,5 lít đến 12,5 lít một ngày. Tổng công suất nếu dùng màng sấy Happy thì nó lên 685 W và 715 W. Đấy, dùng ga 134, trọng lượng ga bơm vào là 103 g. Đấy, tổng trọng lượng của máy là 13 kg. Còn máy thì sản xuất năm đát 2015. Đấy, để qua được check má luôn. Đây, vấy thì vấy zin, không gấy, không dập, không bể. Đấy. Con này thì ở nhà em bán là 5.500.000 đồng. 5.500.000 đồng gồm có những gì? Gồm có cục đổi nguồn. Đấy, gồm có cục đổi nguồn em lắp bên trong này. Và tiền ship cho các bác đến tận cửa nhà các bác là hết 5.500.000 đồng. Còn các bác không lấy nguồn tự trả tiền ship là 5 triệu. Máy thì em bảo hành cho các bác 2 năm, lối từ A đến Z em chịu trách nhiệm cho các bác. Đấy, còn hết 2 năm thì trong quá trình sử dụng mà nó có lỗi gì xảy ra thì các bác gửi về nhà em sửa miễn phí, không tính phí. Chỉ có điều các bác phải mất tiền ship đi ship về thôi. Đấy, để bảo các bác là như vậy. Ở nhà em thì từ trước giờ đồ đạc hỏng hóc sửa chữa là em cũng chưa lấy tính tiền của ai cả. Bởi vì nhà em vừa làm nghề, em vừa bán hàng, em vừa làm nghề luôn, tự tay em làm nghề luôn. Và đồ đạc thì em máy vỡ rất là nhiều, cho nên là linh kiện này bọn em thay thế là không tính các bác một đồng công rồi luôn. Đấy, còn trong 2 năm bảo hành thì hỏng hóc thì các bác gửi về là em sửa miễn phí hết. Và kể cả hết 2 năm em cũng đều hỗ trợ sửa hết các bác, chứ không có tính phí gì đâu. Đấy, máy thì rất đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Máy thì nó cũng thế thôi, nó chức năng thì khi các bác mua thì em đã dịch hết các bác sang tiếng Việt rồi. Đấy, thì các bác không phải lo gì nữa. Đấy, bác nào mà thích để nguyên bản tiếng Nhật này thì để, mà thích thì em dính thêm cái tem vào đây. Đấy, em dịch tiếng Việt nó ở phần dưới này cho các bác. Đây, để các bác dễ dùng. Đấy, video nó cũng hơi dài rồi, em xin phép kết thúc ở đây, em còn quay chiếc khác. Em chào các bác.